Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi đang có một chuyến khảo sát về cho gia đình chị Tuyết tại Lạng Giang, Bắc Giang để tiến hành khảo sát thiết kế cho gia đình chị một mẫu nhà mơ ước. Và sau đây xin mời các bạn sẽ xem quy trình chúng tôi tiến hành khảo sát tại khuôn đất của gia đình nhà chị Tuyết tại Lạng Giang, Bắc Giang nhé. Vâng, và trong đây là cái khuôn viên khu đất nhà chị Tuyết tại khu vực Lạng Giang, Bắc Giang thì dự kiến xây dựng ở cái góc này và thẳng theo cái bức tường này nhé. Sẽ xây tới cái vị trí này và phần sau này lại một ít đất làm sân ướt khu vực phía sau. Hướng chính là 184 độ nam, còn thừa ở đâu thì khu vực này sẽ là hành lang đi lại và có sau anh chị sẽ làm quán ở đây. Đất ở đây chỗ nhà chị là khu vực đất thổ rồi nhưng mà chị vẫn muốn ép cọc cho nó chắc chắn. Đây là toàn bộ phần nhà anh, cấp điện phía đằng trước, thoát thì phía ra ngoài trước này luôn. À, cấp nước, cấp điện, cấp nước thì trước hết nhé. Mời các bạn cùng xem video flycam để thấy rõ hơn khuôn viên hiện trạng nhà chị.